nhiều hình thức, thể loại ca múa hát. Người Khmer học ta luôn sẵn sàng hoàn tất việc chọn lúa nếp dành riêng cho gia đình mình. Bạn đã làm vật phẩm dân cũng phạt dân, nhân đem làm họ con đó. Từ thực tiễn lao động ấy, người Khmer đã từng mỗi khi sau mùa thu hoạch là lúc nam nữ đua nhau múa hát, đã dần thấm sâu vào tâm thức của người nông dân Khmer. Rồi thưa anh. Ờ, con thầy thầy mà đón tôi đó. Dạ. Ờ, con thầy thầy mà đón tôi đó.